Đi đường gặp đám cưới, hai thanh niên ghé vào chung vui, lên hẳn sân khấu để quẩy như nhà mình. Ở trên kia còn ông cưới kia. Bắt nhảy không? Đi. Tại Việt Nam chúng ta, dù bạn là ai, bạn ở đâu, bạn làm nghề gì, thì bạn đều có thể xông vào một đám cưới vô cùng xa lạ để quẩy sập sân khấu, hay thậm chí là ngồi hẳn xuống mâm để đánh chén mà không ai nghi ngờ về nhân thân. Để chứng minh cho khái niệm này, hai thanh niên dân tổ mới đây đã có màn giao lưu với cả rạp cưới mặc dù không quen lấy một ai, khiến cả cộng đồng mạng không ngừng trầm trồ. Theo đó, lúc này cả hai đang đi lượn lờ ở trên phố thì bất ngờ nghe thấy tiếng nhạc sập sình ở đằng xa. Biết chắc chắn là có đám cưới, cả hai liền rủ nhau vào chung vui với gia đình. Với tinh thần đã chơi là chơi tới bến, đôi bạn thân đã tấp ngay chiếc xe vào lề rồi đúng đỉnh đi thẳng lên sân khấu như sợ mất slot. Tay quẩy nhạc sàn cực mạnh, thân thể dúi dụi vào các quan khách dù chẳng quen biết ai và cũng chẳng ai quen biết hai anh này, tên tuổi là gì, từ phương nào tới. Đoạn clip sau khi xuất hiện trên mạng đã ngay lập tức viral với cả triệu view mang về. Bên dưới là một số bình luận: hai thanh niên xứng đáng làm bộ trưởng bộ ngoại giao phiên bản thôn xóm. Bạn không biết họ là ai và họ cũng chẳng biết bạn từ đâu đến thì việc gì phải ngại, có khi gia đình thấy vui quá liền mời lại ăn cỗ thì hết nước chấm. Ở quê mình ngày xưa cũng hay như thế này lắm, có khách đến chơi là gia đình vui rồi, chẳng việc gì phải ngại cả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.